Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam đã có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ của nhiều người Việt. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành với một người Việt, đặc biệt là sống gần như trọn vẹn cuộc đời của mình trong chiến tranh. Sinh vào đầu thập niên năm 1930, ông đã chứng kiến giai đoạn kết thúc của chiến tranh Pháp-Việt. Hiệp định Geneva chia đôi đất nước năm 1954, cuộc di tư khổng lồ của 1 triệu người từ Bắc vào Nam, cuộc ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963, các cuộc biểu tình của báo chí, của công giáo, chống tham nhũng đầu thập niên năm 1970, Hiệp định Paris năm 1973, cũng như Sài Gòn sau năm 1975. Khác với những người Việt khác, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ không trực tiếp tham gia các hoạt động chính trị như các Linh Mục Hoàng Quỳnh, Trần Hữu Thanh. Ông chỉ là một Linh Mục với tầm nhìn không quá những cảnh khổ của những người vô gia cư đang tạm trú trong nhà thờ xứ đạo. Đấu tranh của ông chỉ là những đấu tranh nhỏ bé, giản dị như xin được tiếp kiến với tỉnh trưởng để xin cứu trợ. Nhìn trên khía cạnh tôn giáo thì Linh Mục Lễ cũng không phải là người được chọn để đi tu từ bé. Ông đã có địa vị và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng ông đã chọn đi tu vì thấy rằng cuộc sống bình thường như những người bạn khác không hợp với ông. Nói đến Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, gần như ai cũng biết tác phẩm Tôi Phải Sống, một quyển sách có số bán kỷ lục là 15.000 cuốn với ấn bản tiếng Anh sẽ được xuất bản vào năm 2023. Những câu nói hiền hòa giản dị của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ có lẽ phản ảnh con người ông toàn diện hơn. Trước khi là Linh Mục, tôi là một người Việt. Mời quý vị theo dõi cuộc sống và hành trình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ như một người Việt để hiểu thêm tâm tư và khát vọng của tất cả những người Việt khác trong thế hệ của ông từ đầu thập niên năm 1930 cho đến hiện tại. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 1 buổi phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Phan Lê Dũng xin kính chào quý vị khán thính giả và xin kính chào cha Lễ. Vâng, chào anh Lê Dũng. Vâng. Vâng, thưa cha, hành trình nào nó cũng dài mà nó của cha còn là một hành trình dài hơn những người khác, mà có thể nói là khúc khuỷu hơn những người khác. Thành ra thôi bây giờ người ta nói là người Mỹ người ta hay nói là gọi start from the very beginning, về Việt Nam mình nói là từ lúc đầu đó. Vâng, vâng. Thì cha nói sơ sơ về cái cảnh gia đình của cha với ngày cha mới lớn. Vâng, trước tiên tôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi từ hôm nay. Tôi có dịp rất là vui được gặp anh Dũng hôm nay để chúng tôi chia sẻ về câu chuyện. Thì nếu nói thế thì tôi nói rất tóm tắt. Tôi là một người dân quê miền Nam. Tôi sinh ra vào thời chiến tranh năm 43 tại một lần rất là quê Vĩnh Long. Gia đình tôi làm nghề nông và chúng tôi gia đình theo đạo Công giáo. Để tôi đời thứ ba. Thì khi còn nhỏ lớn lên biết không cảnh nhà quê đó. Thì dưới cái mắt ngô nghê của đứa bé nhà quê đó, thì tôi cũng nhìn thấy cuộc đời là cái gì. Hai hình ảnh mà tôi nhận thấy đầu tiên trong đời không dễ quên được đó là hình ảnh những người Pháp, lính Pháp. Họ đi tới lui, có lính da trắng, lính da đen. Thì tôi chưa biết họ là ai, mà tôi thấy tại sao mà ở đây làm cái gì. Họ khác người mình lắm, to, cao, mũi nhọn. Tiếng họ nói tiếng gì mà chẳng hiểu. Đó là hình ảnh đầu tiên. Họ nói tiếng Việt? Không, họ nói tiếng Tây chứ. À vâng. Không, mà tôi không biết gì hết. Nhưng tôi biết điều là họ quy quyền hơn Việt Nam mình. Đó là tôi biết từ khi 2 tuổi tôi biết chuyện đó rồi. Và hình ảnh thứ hai mà tôi thấy mà không bao giờ quên là hình ảnh những người xác chết trôi sông. Đó, ám ảnh tôi từ khi tôi còn mới 3 tuổi thôi. Hồi đó nhà tôi nó có cái con sông khá lớn phía sau. Nước lớn thì trôi vô, nước rồng chảy ra, có nhiều về lục bình. Và lẫn lộn lục bình đó là rất nhiều xác người chết. Hồi đó tôi gọi là thằng chổng, tôi gọi nó là thằng chổng, bây giờ chết từ từ chổng không lên trời, tôi hỏi trôi bao giờ úp mặt xuống. Sau này tôi nghe nói là ông chết thì trôi xong thì úp mặt xuống, được bà ngưỡng mặt, tôi không hiểu chuyện đó, nhưng mà thật sự tất cả mọi xác chết đều úp mặt xuống. Thành ra tôi gọi là thằng chổng, tức là nằm chổng không lên trời đó. Thấy nhiều, thấy rất nhiều.
và từ đó đặt cho tôi một cái câu hỏi. Họ là ai? Tại sao chết? Ai giết họ? Và câu hỏi nó ám ảnh tuổi trẻ tôi rất nhiều, cho đến khi ông này tôi biết được đó, họ là những người nạn nhân của Việt Minh, tức là Việt Minh đã giết chết họ, chặt đầu họ, mổ bụng họ, thả trôi sông họ. Thì chúng tôi đã bắt đầu sợ Việt Minh, sợ lắm. Nghe tin nói Hồ Chí Minh, cái tên của tôi tên là Cụ Hồ, chúng tôi kinh tởm đó. Cái chữ Cụ Hồ đó là một cái chữ gì đó đi vào ác mộng trong đời thôi, từ khi tôi mất 3 tuổi. Cái chữ Cụ Hồ đó nó tượng trưng cho một thứ ác quỷ đối với tuổi trẻ của tôi. Và những cái việc mà tôi thấy trước mắt đó là cái tác phẩm của một thứ gọi là Cụ Hồ. Nít biết Cụ Hồ là gì đâu. Đấy, đó là những cái bước đầu tiên trong đời của tôi. Dạ. Thì khi mà cha so sánh hai cái chuyện mà cái uy quyền của người Pháp với lại cái chết của người Việt Nam, thì cái ấn tượng nó để cho cha có sự khác biệt, nghĩ về người Pháp là có thể là đúng hay là sai, hay là Việt Nam mình đúng sai, hay là cái gì trong ý niệm thật của mình. Thật sự lúc đó tôi chưa biết rồi, tôi đặt câu hỏi, người Pháp là ai? Việt Minh là ai? Trong sách Tôi Phải Sống tôi viết rõ rồi, rất rõ về cái mục này. Người Pháp là ai? Việt Minh là ai? Mà tại sao ai thấy cũng sợ? Thấy người Pháp ai cũng sợ. Rồi thấy mình sợ vậy thì vậy từ nghĩa là gì? Ai là tốt hay là xấu? Ai là tốt hay là xấu? Đặt câu hỏi ra hoài. Nhưng mà khi tôi thấy những cái xác người chết mà trôi sông, mà trôi lình bình sáng, trôi vô chiều, trôi ra, có người thì bị chặt đầu, người mổ bụng, có người bị trói hai tay sau lưng. Thành tôi nghĩ rằng cái này là tác phẩm của Việt Minh, thì Việt Minh xấu. Việt Minh xấu. Rồi lớn lên á, biết người Pháp ở đây thì tôi biết Pháp không ra gì. Bởi vì á, Pháp ở đây đó là sự đô hộ dân tộc tôi. Cho nên á, từ đó tôi mới có ý niệm rằng á, dân tộc Việt Nam tôi là một dân tộc đau khổ. Đó là ý đầu tiên. Ý đầu tiên hồi nhỏ. Dân tộc Việt Nam tôi đó là một dân tộc đau khổ. Khi mà cha suy nghĩ như vậy, xin lỗi cha là nhà mình cha có bao nhiêu anh em ạ? Tôi thì tôi có 4 anh em tất cả. Cha là tôi Úc, có Úc luôn. Thì cha có bao giờ nói những cái chuyện này với anh chị em trong nhà, với lại hai ông cụ thân sinh về những cái chuyện xác chết thì... Cha má tôi đơn sơ lắm. Cha má tôi người nông dân xuất phát. Thiệt tình là cha má tôi lo chuyện nhà thờ vậy thôi, làm ông biện vậy thôi. Chứ chưa bao giờ mà ông cụ có ý niệm gì về vấn đề dân tộc, hay là chia sẻ một gì về cái tương lai không có. Cha tôi là người rất đơn sơ nè. Đơn sơ nhưng mà những cái chuyện mà xác trôi ra vào này nọ thì ông cụ cũng bao giờ nói đề cập những chuyện. Không có nói cho họ là Việt Minh giết họ thôi. Chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thôi rồi đó. Cho tới câu chuyện mà tôi thấy rõ hơn đó là một ngày nọ trong gia đình tôi đó, bà con tôi đó, rồi có một người dượng, ông đã lâu vắng mặt lâu ngày, tôi không biết ở nhà làm, ông biết làm gì. Rồi tôi người chú là em vợ của người dượng đó. Một ngày nọ ông đến với Pháp. Rồi ông đi, hồi đó kêu bằng đi phục kích đó mà, phục kích. Hay mình kêu đi ruồng vậy không biết nữa. Thì một người Việt Minh chạy, chú tôi rượt theo bắn. Bắn xong rồi chạy tới bắn tiếp theo. Thì ra đó ông anh rể của mình. Ông anh rể của mình. Ông anh rể là Việt Minh. Ông anh rể của chú Sáu tôi, ông Dượng Tư tôi, anh rể của chú Sáu tôi. Dạ. Lúc đó tôi mới có 8 tuổi thôi. 8 tuổi thôi. Tôi thấy cảnh này sao nó kỳ dị quá. Rồi em đã giết anh. Thì tôi mới thắc mắc là tại sao trong gia đình hai người giết nhau thế này. Thì tôi kết luận là dân tộc mình nó quá đau khổ. Quá đau khổ. Đó là cái dân tộc Việt Nam đau khổ. Tôi có ý niệm ngay từ khi tôi mới có trí khôn nè. Chứ mấy giờ sau này. Rồi lớn chút xíu nữa đó. Thì tôi thấy người Tây, người Pháp đó, họ dẫn một số người đi gọi là tội. Hồi đó gọi là tội. Người ta bắt được Việt Minh đó. Vâng. Rồi người ta dẫn về đó, người ta mỗi ngày người ta dẫn đi gọi là tội. Thì mỗi ngày tôi thấy lính nó dẫn người tội đi hàng bốn, đi ngang qua là cửa nhà thờ, gọi là đi làm cỏ quê. Tôi đó tiếng Pháp chưa có biết nhiều. Tại tôi nghe đi là cỏ quê, là nhổ cỏ chăng? Không phải cà phê, là cà phê tiếng Pháp đó, là cà phê đó. Thì biết là người tội. Và người Pháp bắn như người tội đó sau ngôi chợ Bay Phốp, chỗ Gò Dương, tức là cái chỗ đây mà Pháp tử hình những người tội. Thành ra cái chữ mà
nó làm cho shaping cái đời tôi, đó là xác chết nhiều rồi cảnh giết rất nhiều, thì tôi thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc đau khổ đó. Cái đó là ý đầu tiên trong đời tôi. Và sau này nếu có hỏi tôi sẽ tiếp theo tại sao cái đó là một cái bước tiệm tiến để nó shaping cho cái đời tôi về sau này nữa. Mà hoàn toàn mấy anh em chị khác của cha không bao giờ nói chuyện đó, không bao giờ biết chuyện đó, không bao giờ chia sẻ được với ai về cái ý niệm đó. Có lẽ tôi nghĩ rằng cái này nó là một cái ơn riêng cho cuộc đời tôi. Tôi để ý những chuyện đó, mà trong khi những đứa trẻ như tôi chỉ lo đánh đáo, mắng bi, chân trâu, rượt ruột, là cái trò chơi của tôi lúc bây giờ. Nhưng mà tôi chưa thấy một đứa bé nào mà nó ngồi nói chuyện với tôi về những cái chuyện như tôi nói với anh. Yeah. Đó là những điểm tôi cho là điểm rất lạ. Và những điểm đó đó, vì sao nó kéo dài cả cuộc đời tôi đến lúc mà tôi đang ngồi trong mặt anh đây này. Đó là cả một chuỗi kéo dài những sự kiện liên tục đến sau này lớn lên nữa đó. Cái thời gian tiểu học của cha như thế nào? Trong tôi thì tôi chỉ đơn sơ học của mấy dì Phước. Mấy dì Phước á. Vâng. Thì cũng như anh biết là học trò, người ta ngộn rồi. Ăn cắp, ăn kêu, rồi trái cây này cũng làm liếng đủ kiểu rồi. Nhưng mà tôi là sợ, rất sợ, sợ kinh hoàng lắm. Sợ không sẽ sợ. Sợ kinh hoàng lắm rồi chứ mà sợ gì vậy? Nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chỗ cha sợ hay đánh đít. Bởi vì tôi sau này tôi kết luận, người dân Việt Nam mình đã khổ rồi. Cái nhà cầm quyền đó đàn áp dân mình đủ rồi, bây giờ tới phía ông cha đó nữa, làm cho chúng nó khiếp sợ kinh khủng lắm. Tôi nói không được, dân Việt Nam mình á là một cổ hai trồng, một trồng về phía nhà cầm quyền, về phía thực dân Pháp, rồi một trồng khác là về phía chức lãnh đạo tôn giáo nữa. Điều này là vô cùng bất công, không được. Cái đó là cái ý niệm mù mờ của cha đó, trong tiềm thức. Tôi nói là cái dân tộc mình phải giải thoát khỏi cảnh này mới được. Không thể để dân tộc mình phải chịu vậy. Đó là cái điều mà cái nguyện vọng và cái sự nhận xét tôi ngay từ khi tôi bắt đầu có trí khôn ra, lúc tôi học tiểu học nha, chứ không phải trung học đâu.